Thưa quý vị, nhằm giúp cho học sinh, giáo viên, dân chuyên có thêm niềm vui, hạnh phúc mỗi khi đến trường, bắt đầu từ năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu triển khai chương trình Ngày thứ bảy hạnh phúc và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Chương trình 60 cộng trên này mời quý vị cùng trải nghiệm Ngày thứ bảy hạnh phúc tại ngôi trường này. Khác với những ngày học bình thường trong tuần, mỗi thứ bảy, thầy và trò trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn được tự do mặc trang phục đến trường. Không gian từ sân trường đến lớp học vì vậy rực rỡ đa sắc màu hơn. Thì mình cũng rất là thích cái ngày hôm nay, bởi vì ngoài học sinh thì giáo viên cũng có thể được thoải mái, cảm thấy mình được hòa mình vào với học sinh hơn, được gần gũi với các bạn nhiều hơn. Trong ngày này, giáo viên học sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động theo sở thích như hội họa, ẩm thực, văn nghệ, thể dục thể thao. Các câu lạc bộ của trường cũng tổ chức sinh hoạt vào thứ bảy. Rất là ý nghĩa cho bọn em sau những giờ học căng thẳng và sẽ giúp chúng em giải stress cũng như là tăng cái khả năng, gọi là tăng cái tinh thần cho chúng em có tinh thần học tập hơn vào những buổi sáng thứ bảy. Để giảm tải áp lực học tập cho học sinh và tạo cơ hội cho các em tham gia các hoạt động trải nghiệm, phát huy năng khiếu và sự sáng tạo, nhà trường chỉ bố trí các môn học phụ vào ngày thứ bảy. Cả đội ngũ giáo viên vẫn đang cố gắng suy nghĩ thêm những cái hoạt động nữa để không chỉ đầu giờ mà những giờ ra chơi cũng sẽ là những cái giờ mà có thêm nhiều hoạt động giải trí cho các bạn, để các bạn có thể tự do, có thể thể hiện bản thân mình và có thể tìm thấy được điểm mạnh của mình ở trong một lĩnh vực nào đó. Dù cho giáo viên và học sinh được thoải mái trong việc lựa chọn trang phục, màu sắc cũng như lên ý tưởng cho các hoạt động giải trí ở trường vào ngày thứ bảy, song ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn cũng quán triệt trang phục phải đảm bảo tính thẩm mỹ và hướng đến một môi trường học đường trong sáng, đúng lứa tuổi. Các hoạt động giải trí có tính sáng tạo, mới mẻ, nhưng phải đảm bảo thuần phong mỹ tục, phát huy được nét đẹp học đường.